mình sẽ làm sờ sờ skin vụng trộm bạn nhá. À đâu, mình sẽ xài sờ sờ skin dụ địch bạn ạ. Nãy mình có một trận mình rải 40 quả keo full thế này, cơ nó mới đẹp anh em. Ok, thằng nó chạy vào nó thấy đống quả keo mình rồi. Được, hình như là nó nghi ngờ mình núp ở đây rồi phải đúng không ta? Oh no, nó quăng lúc đạn kia. Úi giời ơi, cũng bén đây mời. Như nào các bạn đang muốn tìm kiếm một nơi mua Free Fire hỗ trợ tốt hay nhiều vòng quay hấp dẫn mini game báo thức cho anh em max cấp lại nhân phẩm thì hãy đến với shopanhpho.com. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái channel của Pho trong ngày hôm nay các bạn nhá. Ok, ui xôi trên trên trời. Ui giời đất ơi. Thế lại bắn quả ảo. Thế có nhờ từ dương kiểu bắn thằng mà đi nhảy trên đồi bạn. Nhảy xuống dưới mà khuất góc nhìn mà mình bắn vẫn dính kìa. Có phải chăng là mình ai. Ở đầu nha, có thể trên nhà đá bạn ạ. Từ mình kiếm đồ mình lên mình chơi nó bạn nhá. Chứ tình hình là lớp mày kiểu lên nó sấy nó giáp ba mà không sấy được viên vào đầu nào ấy. Nó quay này nó dã cho nó lại vào sau thối mồ bạn ạ. Ở đây có quả keo rồi, ngon. Mình nghe không nhầm nó đang thủ ngay góc trước mặt mình đấy bạn. Đây mình sẽ đặt quả keo đi cho chắc. Đấy sợi. Bét nghe tiếng chân Việt Nam mà bạn sợ cái lơ đây này. Ơi nào được. Ui giời ơi. Thế thầy cầm sọt đau vãi. Sọt dính một viên. Tí thì tới có công chuyện luôn rồi kìa anh em. Giời đất ơi. Thì nay cũng là cuối năm rồi bạn ạ, thế nên là cũng phải gọi là nhiều cái cần phải lo ấy. Thì sắp tới là cũng là phải mình về quê Tết ở đâu, chính xác là clip này mình làm thì lúc ấy là mình về quê mất tiêu rồi bạn ạ. Thì cũng là xin chúc anh em một lần nữa bạn nhá, là năm mới ăn khai thịt vượng vui vẻ bên gia đình và người thân bạn nhá. Ok. Đừng quên là subscribe cái video này của anh Pho bạn nhá, cảm ơn mọi người rất chi là nhiều nhá. Có bắn nhau trước mặt các bạn. Ló đấy. Ok, giời đất ơi. Lên viên vào đầu 143 tít rồi mà không tính cứu hết trọt cho mình mà nào, buồn thế nhở. Thế phèn đam đỏ mà ăn cứu toàn cứu đam vàng như thế nên là chết rồi bạn ơi. Từ còn đi trước mặt nó chạy đi này đúng không ta? Đâu rồi? Ơ vừa thấy nó chạy qua góc này bạn. Đâu ta? Như nó chạy qua bên đây luôn rồi đúng không? À đây. Chạy đi đâu nữa bạn ơi? Lên cho làm gì đây? Chơi chiến thuật gì đây? Trời ui. Ui giời ơi, nó lịch. Ok. Súng chuyến giấy đam không đủ chết. Một viên đã đi rồi gì nữa. Thế cái cây Mark 7 này nhiều lúc nó sụp, nó cứ bị bịp bao nợ. Ở với lại là ở phiên bản OB32 này thì kiểu đam của mấy khẩu sọc gun này nó cũng bị nép ấy, đâm ra là cũng hơi yếu một chút xíu mà không sao thôi. Bắn cây Mark 7 mình thấy vẫn là cái khẩu súng ok nhất. Và là khẩu súng có khả năng cân tim cũng hơi bị ối rồi đấy bạn nhá. Cũng khét phết đây. Miễn sao mà nếu mà cái khẩu này ấy, ra quả skin sát thương mới tăng độ tốc độ thay đạn nhờ. Ừ. À chà. Quả bo này như nó ê bậy nhá. Ây hơi đau các bạn nhá. Nhởn với thằng phẹt mọi ở kìa. Ảo nhá nhở, ngồi lên mà nó cứ cái tâm nó nảy sang góc góc chứ các bạn ạ. Từ thế thì nó đang đứng ngay cửa sổ nó sấy kem vào kìa bạn ơi. Ủa sao nó có bắn mình mà mình không có bắn nó ta. Sao? Thôi bỏ lui đi luôn bạn ơi. Chứ nhây với nó thì mình cũng tốn thời gian đấy. Mình đang tính là nãy mình có trên một trận ạ. Là cái bo nó cũng kiểu đập kiểu như vậy này. Và cái bo nó vào ở khu vực nhà gỗ mà không biết là cái trận này có bo nó cũng lặp lại như thế không. Nhưng mà tình hình là mình nhìn cái trận này là nó rất là giống cái trận trước mình chơi đâu đó là tầm khoảng ok. Quả thính rơi trên nóc này. Thôi để mình lên mình ăn luôn quả thính vẫn nhá. Nói chung là cái bo này mình gặp một lần đấy bạn ạ. Thế nên là tí nữa là mình sẽ dự đoán luôn cái bo cuối nha, gọi là hack bo đấy. Chào bạn nha, hiện tại là mình đang phát triển cái fanpage của anh Pho bạn ạ. Thì mọi người hãy bỏ ra một chút thời gian bấm dưới link phần mô tả của mình có phần fanpage duy nhất. Bạn click vào đây và bấm nhận nút follow và bạn có thể trên mobile ấy. Thì hình như là có nút xem trước luôn phải, thì mình sẽ bật nút xem trước lên để nhận thông báo khi mình ra những bài viết mới nhất các bạn nhá. Nói chung là mình đã phát triển cái fanpage này bạn ạ. Mong là bạn hãy bỏ ra một chút thời gian lên follow fanpage để giúp mình các bạn nhá. Dự đoán luôn cái bo cuối là nó sẽ về cái ngay nhà gỗ ở ngay cái nhà nhiều lỗ. Các bạn là cái bo này kiểu mình làm clip ấy mình cũng gặp nhiều lắm rồi. Gặp hình như là 4-5 lần rồi ấy, đâm ra là cũng quen rồi bạn ơi. Bo này nó vào đâu đó là nhờ lỗ nhà gỗ này. Tí nữa các bạn xem đến bo cuối là bạn sẽ biết là mình đoán chỉ có chuẩn đét bạn ạ. Không thể nào sai đi đâu được. Với người chơi phải gọi là 10.000 trận solo như mình thì mấy bo này quen luôn đấy anh ơi.
Mẹ, bắn lộ sai rồi. Rồi thằng ấy nó đẩy lên nó chơi mình luôn này. Mình đang tính nằm trên đây kiểu rình bắt ạ. Nó đẩy lại chơi mình luôn à? À đúng thì khét đấy. Ấy, trời ơi, bấm chuyển sau cơ sớm quá. Mình chuyển sau cơ đúng lúc nó chạy lên kìa anh em. Tưởng mình lên luôn xuống dưới. Nó sẽ chắc chắn là nó sẽ quăng lựu đạn xuống bên dưới mà. Nên là chúng ta nhảy xuống luôn cho nó chắc kèo anh em. Ôi, ui sồi ôi. Lựu đạn gì cái tầm này. Được nha, mình sẽ lấy góc lén qua đây này. Ui sồi, nó quăng lựu nữa kìa. Hồi hình như là nó quăng quả lựu gì ta. Nó quăng quả lựu phóng phóng xạ thì phải không ạ? À, nó đẩy qua góc đây. Đỡ nào luôn anh em. Ok. Giời ơi, không đủ đạn. Bằng đạn này không chết thì thôi đấy mời. Ui vai. Hình như là thằng này nó có hao cho tôi phải. Nó mình sục trước nó xong nó quay lại sục mình đau vãi trưởng luôn ạ. Mà nó cũng sục mình kiểu hình như là vào người đúng không? Full giáp thì phải. Nó có hao cho tôi đâm ra là sục nó hơi hơi đau. Và bây giờ mình sẽ qua bên cái góc bên phía nhà lỗ trên đây đi. Mình sẽ làm một quả dụ người luôn ạ. Mình nhớ trước mình chơi hình như cái bo này mình gặp cách đây đâu đó tập khoảng là 20 trận trước. Có phép ít thôi. Là mình nhớ không nhầm là một cái trận mà mình lên cái nhà lỗ này nó mình nhặt ở đó tập khoảng là 40 quả keo. Mình bắn bốn cái xác ở ở đây nhưng mà tướng bên loại cũng ấy. Ui ơi. Ui giời ơi, cái gì đây? Ô vai cả lì thế đi cập súng sạc nó rình ngay trên nhà em ạ. Ôi thầy chơi hơi bị nguy hiểm bạn nhá. Ôi rồi nó quăng cả lũ đạn lên kìa anh em. Ui né liền. Chuyên nghiệp liền anh em. Ê tí thì bị nó úp sọt chết rồi ạ. May quá nó sụp trúng người không đủ đam. Ok, mình dẹp dẹp chỗ này cho nó chống những bạn để mình sẽ vứt một đống keo. Ơ kìa, có thanh niên nó nhảy xuống xe như nó tính lấy cái nhà lỗ này này bạn. Rồi mình sẽ vứt hết bọc keo đây. Ấy, xong bắt đầu mình sẽ lùi qua góc đấy bạn. Ui, mình sẽ làm sờ skin vụng trộm bạn nhá. À đâu, mình sẽ xài sờ skin dụ địch bạn ạ. Nãy mình có một trận mình rải 40 quả keo full thế này cơ nó đẹp anh em. Ơ kìa, nó chạy vào nó thấy đống quả keo mình rồi. Rồi hình như là nó nghi ngờ mình núp ở đây rồi phải đúng ta. Oh no. Nó quăng lũ đạn kia. Úi giời ơi. Cũng bén đây em ơi. Úi, như nào. Úi. Ê, thế này cũng bén phết đấy mà. Thấy một đống quả bóng kêu không lao lại nhặt kiểu quay lại. Xong đầu trích lũ đạn chứ. Ê, có một thằng bên dưới thì hình như là cái thằng đấy nó cầm súng sạc nó rình mình phải. Từ bạn nha, để xem có đẩy lên nó chơi mình không. Ê, thế nên vừa rồi cũng khôn phết đây em ơi. Thấy đống bóng kêu xong lùi lại. À đủ thế này. Cách sạc, úi giời. Úi giời ơi, cay xuống sạc gì tầm này. Đòi nãy nhớ mình ra trước bắt đạn nhưng mà mình khôn lắm. Gì chứ. Nhớ là phèn moi là chết rồi mày anh em ơi. Ê, từ. Sao cái auto nhặt nó nhặt mất ống kem mình rồi. Mình sẽ rải tách tách ra nhìn cho nó nhiều. Đấy. Được chưa. Rồi bắt tách tách ra đây mấy quả nữa. Uáy. Sao. Nhìn hấp dẫn chơi game rồi. Đang ngồi đây chờ bo thôi game, chờ bo chờ người thôi. Ok à. Sao cái trận này cái bo 3 nó hơi khác cái trận trước mình chơi nhở. Nhưng mà mình không biết là cái bo nó đập về nhà gỗ ngay nhà lỗ chỗ mình không. Nhưng mà mình không biết. Nhưng mà ở bo 3 đập hơi khác chút xíu. Bo 3 trận lúc mà mình gặp thì nó sẽ đập về bên phía đập về điện nó nhiều hơn. Thôi để xem tình hình là bo cuối nó như thế nào nhá. Xem có phải là như thằng Phèn Tichi không. Bo này mình gặp không nhầm là 3 lần rồi đúng không. Ai biết đâu. 3 lần, 3 4 lần gì đấy. Nhưng mà mình thấy đa số là nó về cái khu vực nhà lỗ với nhà gỗ này bạn ạ. Để mình chờ bóc cuối đi. Ê, có tí 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 chân mời. Rồi nó nhảy vào nhà này. Xem nó có chạy lên đây nó lút đống bóc keo này của mình không bạn nhá. Ta sẽ đợi coi. À đây. Úi sồi, có vô keo. Ấy, nhưng nó thấy sai mình. Ủa ôi. Mấy núp ký như thế nó chết kìa anh em. Trời. Cũng tỉnh phết đây. Nhưng mà hơi đen. Tỉnh phết mà lên vẫn chết anh mà. Ấy, ôi. Nó lên nó còn cài cục xít cái đây mà mình không để ý bạn ạ. Uầy, nhưng mà nãy giờ mình mới để ý cái bo 4 nha. Bo 4 cái khu vực này nó cũng nằm cho bo này anh em. Không biết là bo cuối có về không. Và mình nghe có tiếng chân nghe bờ rào này. Khoảng chưa một quả. Để trước, có. Đi chắc khả năng sau bờ rào thôi. Nó ngày sau bờ rào bạn. Đỡ thế nào được. Úi sổ, chuẩn đét luôn 40 tiết bạn ơi. Đúng xác như này có lẽ mình còn chưa loot nữa. Đúng, bo kia của mình nữa này. Ui giời ơi. Đại gia bom keo ngầm. 12 viên lục phóng lựu sát lên kia mà giá như nó có cái phóng lựu đẹp nhở. Nghe thấy ê, trời đất ơi. Căn như thế cũng phóng nó ngay vào mồm được thì chịu rồi bạn ạ. Đấy mình nghe có hai tiếng chất. Ok. Ấy chà chà nghe có tiếng gì đó ra sai góc này nha anh em. Nó đứng cái đấy còn đặt quả keo ngay. Ngay góc này này bạn. Lì xì cho hai viên lục phóng lựu. Úi xồi, 8 mấy tiết rồi này. 8 mấy tiết. Ok. Ồ, trăm mấy đi chục tiết rồi kìa anh em. 130 đúng không? À đâu, 120. Không, chỉ thật là 130. Từ nó chạy sang góc bên đây này, để xin quả lựu đạn này. Ui sổ 126 tiết.
Một chạy lại đây cóc đây. Chết. Ui giời ôi. Thế mình nghe tiếng chân quăng lựu đạn phải gọi là chuẩn đét luôn bạn ạ. Từ mình quăng phóng lựu ở đây chết cái nhẹ rồi. Còn một đứa cuối nữa bạn ơi. Một đứa cuối nãy mình nghe nó hình như là cái đứa đấy mình bắn trước ấy. Nó sẽ mé bờ rào này, không biết nó chạy đi đâu rồi nữa. Đấy, ok. Không biết là cái nhà gỗ chỗ bo không ta. Tớ nhưng mà mình thấy là cái mé bờ rào nhà lỗ này của mình là nằm chỗ bo này. Cái nhà gỗ không biết là nằm chỗ bo để mình lên mình gõ thử coi. Như là cũng chỗ bo đúng không? Ừ, nó cũng nằm mé chỗ bo kìa. Bo này nó được cái là nó hơi khác cái trận trước mình chơi ạ. Nhưng mà nó cái mé nhà gỗ nó vẫn nằm chỗ bo cơ. Rồi để tình hình là xem là mình có nên làm kiểu tính bo không nhỉ? Tám mình máu ngồi trong góc này. Mà góc này nó góc rìa bo. OB32 tính bo hơi khó. Ông lựu chết gốc cây rồi, không có à. Thế mình nghĩ là khả năng ở đâu đó là nhà gỗ rồi. Ừ. Mình nghĩ tỷ lệ nó nằm bên phía đây nó nhiều hơn này. Ông lựu chết phát. Khóc phóng không lọt khe rồi mơ ơi. Ok. Thế đi đấy nó chạy đi đâu ta? Từ mình chạy ra giữa bo đi. Mới có sau cổ thính đâu. Chích phát đâu ạ? Cái gì chứ? Chúng ta có lục phóng không? Tính ra là có lục phóng lục này, tính ra chích phát không dễ bạn ạ. Quả thấy không có thì khả năng nào góc ở đây rồi. Mình nghĩ là nó nằm trong gỗ. Ok. Ui. À, nó núp sau thùng gỗ này. Rình rình đấy giờ. Úi giời, còn chửi sợ cái lơ sớm hụt này, bạn sai rồi. Bây giờ sợ cái lơ đẹp này. Ghim vào đầu. Đấy giời ơi. À, nãy sụp cái viên mắc 7 keng cái đầu rồi mà tính bốc phát đấy là phải có kêu hết chọt không bạn? Rồi đất ơi. Thì thôi, chắc là video này của mình cũng xin kết thúc thôi. Mọi người xem video này của mình thì đừng tiếc gì cho mình một like, một share và một comment dưới. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên bấm nhẹ nút đăng ký kênh, bật nút chuông lên để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất các bạn nhá. Chào mọi người nhá.